bắt đầu nổi gió rồi, bắt đầu hiện tượng cắm tay rồi. Rồi sáu lắm, từ góc kia lắp vòng với vòng cháu luôn này, kéo tí phải mặc áo mưa giống áo Phú kìa cho nó ấm. Chối đây bây giờ mới có 5 giờ chiều thôi, làm đến 12 giờ đêm nữa, làm tít trên kia. Ok, hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện. Công ty mình đi cùng hai xe tải to, mỗi xe 4 tấn và chất đồ đâu có khoảng 10 tấn hai xe, chất lỗ luôn. Vẫn đang hoàn chỉnh. Thế này ngoài sân golf này, đấy, sân golf rộng thấy mẹ luôn. Đây là xe Dama ha. Những cái vùng nào ở Senama cách mình khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Chiều không có gió nhưng giờ bắt đầu gió rồi này, bắt đầu thấy cóng cóng này, lạnh rồi này. Không biết đêm xuống nó sẽ nào. あ、そう、フーガーってとりあえず決めて、立ち寄ってくれて、オッケー。
手すり持っていくわ。Dann sind wir sofort.
Và nhiệt độ bây giờ là 4, nó báo mưa này. Làm nóng đổ mồ hôi này. Không biết lạnh là gì nữa. Đấy, được một góc này. Đi xa xa nhìn. Đấy, được một góc không? Thì bình thường là xe sẽ chở đồ đi lắm. Bọn Nhật nó sẽ đếm đồ xem nó có những đồ gì. Đó. Sau đó đi chở vừa đủ đồ đi. Thường là chở thừa. Sau đi lắm luôn. Hôm nay chắc chỉ làm đến cái góc bắt con ở kia nữa. Thôi này. Tầm 9 giờ. Làm xí xí nữa, 9 giờ đi ăn tối. Đó. Hôm nay thì mình không làm ở trên, mình làm ở dưới, mình chạy chuyển đồ thôi. Nói chung là trời thì khá là lạnh nhưng mà chạy nóng mọi người. Nóng thật luôn ạ. Hơi phê. Chưa có cảm giác buồn ngủ vì bình thường cái giáo mình ấy đi làm tối tầm này bắt đầu là chuẩn bị đồ nên là cũng quen giờ rồi. Quan trọng là đến tầm 11 giờ đến 12 giờ là khá là đuối rồi. Ok. Đấy, anh em thấy không? Có một sự cố nhỏ nhỏ là mình đang bị thừa mất một mắt chương trình rồi. Đấy, nó đang cao nên ngỏng lên một mắt rồi. Bây giờ công trình nó đắt tháo hạ xuống một mắt, tức là phải tháo hết cái tầng mà mọi người đang đứng này, tháo hết tầng đấy để thay bằng đồ khác. Còn cái cây này là cây dài nhất đây, không cắt được, ép buộc phải tháo. Vui không? Người Nhật nhiều cái khó buồn cười lắm, nhiều cái không đỡ được nhưng mà ép buộc phải làm thôi. Mãi mất thêm thời gian cũng làm gì đâu. Mấy giờ rồi? Mới có 10 giờ kém 5 phút. Kế hoạch thay đổi. Không nắp nữa. Dọn xe đi về. Đó. Dọn sạch sẽ đồ đạc rồi chất lên xe đi về. Hôm nay không chơi nữa. Thiếu đồ. Bây giờ về đến nhà cũng phải 12 giờ. Xong rồi chất đồ ngày mai đi làm. Sáng mai lại đi làm tiếp. Thì tạm thời hôm nay đến đây thôi. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Thì mình sẽ tiếp tục làm vlog ha. Mình sẽ tiếp tục làm vlog về giàn giáo. Nên là anh em có gì muốn hỏi thì comment nha. Và nhớ ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh mình ha. Ok, bye bye anh em. Cũng không lạnh lắm nhỉ, hôm nay ấm. Khoảng 9 độ gì đó.